Thưa quý vị, Trường Hàn Siêu có viết một bài thơ để tả về một nơi hôm nay chúng ta sẽ tới thăm. Cửa biển có non tiên, từng qua lại mấy phen. Cảnh tiên rơi cõi tục, mặt nước nổi hoa sen. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Tú Tài Ta. Hôm nay xin mời quý vị đến với chủ đề Những điều còn chưa nói ở mảnh đất cố đô Ninh Bình. Ninh Bình, hay còn gọi là Hòa Bình và Yên Ổn. Ninh Bình là một tỉnh thuộc phía nam đồng bằng sông Hồng và nằm ở cửa ngõ cực nam miền Bắc Việt Nam. Năm 2021, Ninh Bình là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 44 về dân số, xếp thứ 21 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 29 về bình quân đầu người với 973.300 người dân. GDP đạt 85.035 tỷ đồng, tương ứng với 3,61 tỷ đô la. GDP bình quân đầu người đạt 72,4 triệu đồng, tương ứng với 3.118 đô la. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,71%. Ninh Bình thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, dù chỉ có hai huyện là Yên Khánh và Kim Sơn có địa hình bằng phẳng. Quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế xếp Ninh Bình vào vùng duyên hải Bắc Bộ. Vùng đất Ninh Bình xưa là kinh đô của Việt Nam giai đoạn 968-1010 với ba triều đại là Đinh, Tiền, Lê, Lý, và cũng là địa bàn quan trọng về quân sự qua các thời kỳ lịch sử. Với vị trí đặc biệt về giao thông, địa hình, lịch sử văn hóa đồng thời sở hữu hai khu vực là di sản thế giới và khu dự trữ sinh quyển thế giới, Ninh Bình hiện là một trung tâm du lịch có tiềm năng phong phú và đa dạng. Ninh Bình là tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Hồng có hai thành phố trực thuộc, đó chính là Ninh Bình và Tam Điệp. Về địa lý, vị trí địa lý, Ninh Bình nằm ở vị trí ranh giới ba khu vực địa lý là Tây Bắc, Châu Thổ Sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Tỉnh này cũng nằm giữa ba vùng kinh tế, đó là vùng Hà Nội, vùng Duyên Hải Bắc Bộ và vùng Duyên Hải miền Trung. Ninh Bình nằm ở trọng tâm của nửa phía Bắc Việt Nam, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra có vị trí địa lý. Phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Nam Định qua sông Đáy, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hòa Bình, phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và Biển Đông, vịnh Bắc Bộ. Với đường bờ biển dài 18 km, Ninh Bình là tỉnh có bờ biển ngắn nhất Việt Nam. Các điểm cực của tỉnh Ninh Bình: điểm cực Đông tại cảng Đò 10, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh; điểm cực Tây tại vườn quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan; điểm cực Nam tại bãi biển gần xã Kim Đông, huyện Kim Sơn; điểm cực Bắc vùng núi xã Xích Thổ, huyện Nho Quan. Trung tâm tỉnh là thành phố Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội 93 km về phía nam. Thành phố Tam Điệp cách thủ đô Hà Nội là 105 km. Về điều kiện tự nhiên, địa hình, thưa quý vị, ở vị trí điểm mút của cảnh đáy tam giác Châu Thổ sông Hồng, Ninh Bình bao gồm cả ba loại địa hình: vùng đồi núi và bán sơn địa ở phía tây bắc, bao gồm các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Tam Điệp; đỉnh Mây Bạc thuộc rừng Cúc Phương với độ cao 648 m là đỉnh núi cao nhất Ninh Bình; vùng đồng bằng ven biển ở phía đông nam thuộc hai huyện Kim Sơn và Yên Khánh có nhiều hồ nước như tự nhiên như hồ Đồng Trương, hồ 1 đến 4 Yên Quang, hồ Yên Thắng, hồ Mùa Thu, hồ Đá Lải, hồ Đồng Thái, xen giữa hai vùng lớn là vùng chiêm trũng chuyển tiếp. Rừng ở Ninh Bình có đủ cả rừng sản xuất và rừng đặc dụng các loại. Có 4 khu rừng đặc dụng gồm Cúc Phương, rừng môi trường Vân Long, rừng văn hóa lịch sử môi trường Hoa Lư và rừng phòng hộ ven biển Kim Sơn. Khu rừng đặc dụng Hoa Lư Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới thuộc quần thể danh thắng Tràng An. Ninh Bình có bờ biển dài 18 km và là tỉnh có chiều dài bờ biển ngắn nhất của Việt Nam. Bờ biển Ninh Bình hàng năm được phù sa bồi đắp lấn ra trên 100 mét. Vùng ven biển và biển Ninh Bình đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hiện hai đảo thuộc Ninh Bình là đảo Cồn Nổi và Cồn Mở. Thưa quý vị, Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, mùa hè nóng ẩm, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 là tỉnh duy nhất ở Bắc Bộ mùa mưa kết thúc muộn hơn cả vào tháng 10. Quy chuẩn tính tháng mùa mưa được tính bằng lượng mưa trung bình của các tháng có lượng mưa trung bình cao hơn tổng lượng mưa trung bình cả năm chia cho 12. Mùa đông khô lạnh từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Tháng 4 và tháng 10 là mùa xuân và mùa thu, tuy không rõ rệt như các vùng nằm phía trên vành đai cận nhiệt đới. Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.700 đến 1.900 mm. Nhiệt độ trung bình là 23,5 độ C, số giờ nắng trong năm là 1.600 đến 1.700 giờ, độ ẩm tương đối trung bình 80 đến 85%. Về khoáng sản, thưa quý vị, tài nguyên đá vôi.
Đá vôi là nguồn tài nguyên khoáng sản lớn nhất của Ninh Bình, với những dãy núi đá vôi khá lớn chạy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, qua Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Tam Điệp, Yên Mô, tới tận Biển Đông, dài hơn 40 km, diện tích trên 12.000 ha, trữ lượng hàng chục tỷ mét khối đá vôi và hàng chục triệu tấn dolomit. Đây là một nguyên liệu lớn để sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng và một số hóa chất khác. Về tài nguyên đất sét phân bố rải rác ở các vùng đồi núi thấp của xã Yên Sơn, Yên Bình, Tam Điệp, huyện Gia Viễn, Yên Mô, dùng để sản xuất gạch ngói và nguyên liệu ngành đúc. Về tài nguyên nước khoáng Ninh Bình chất lượng tốt, tập trung chủ yếu ở Cúc Phương, Nho Quan và kênh Gà, Gia Viễn, có thể khai thác phục vụ sinh hoạt và du lịch với trữ lượng lớn. Đặc biệt nước khoáng kênh Gà có độ mặn thường xuyên ở độ nóng là 53 đến 54 độ C. Nước khoáng Cúc Phương có thành phần magie bicarbonate cao, sử dụng chế phẩm nước giải khát và chữa bệnh. Về tài nguyên than bùn, trữ lượng khoảng trên 2 triệu tấn, phân bố ở các xã Gia Sơn, Sơn Hà, Nho Quan, Quang Sơn, Tam Điệp, có thể sử dụng để sản xuất phân vi sinh, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về hành chính, tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố và 6 huyện, với 143 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 119 xã, 17 phường và 7 thị trấn. Về danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình dân số là 129.480, bao gồm 11 phường và 3 xã. Về thành phố Tam Điệp là 62.866 người dân. Hành chính là 6 phường và 3 xã. Huyện Hoa Lư có tổng cộng 71.839 người. Một thị trấn 10 xã. Huyện Kim Sơn 182.942, bao gồm 2 thị trấn và 23 xã. Nho Quan 149.830, một thị trấn và 26 xã. Gia Viễn là 121.234, một thị trấn và 20 xã. Yên Khánh là 147.069, một thị trấn và 18 xã. Yên Mô là 118.469, bao gồm một thị trấn và 16 xã. Nguồn là dân số đến tháng 2, ngày 2 tháng 9 năm 2023 của tỉnh Ninh Bình. Về lịch sử, thưa quý vị, Ninh Bình xưa cùng với một phần Thanh Hóa thuộc Bộ Quân Ninh, nước Văn Lang. Tới cuối thời Hùng Vương thì Bộ Quân Ninh sát nhập hoàn toàn vào Bộ Kiểu Chân. Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất, địa phận Bộ Quân Ninh cũ sau khi sát nhập vào Kiểu Chân được chia thành hai huyện thuộc quận Kiểu Chân và là Vô Biên và Vô Công. Huyện Vô Biên nay là các huyện Vĩnh Lộc, một phần huyện Cẩm Thủy, huyện Thạch Thành và thị xã Bỉm Sơn. Huyện Hà Trung, trị sở nằm ở khu vực thành Nhà Hồ. Huyện Vô Công hay Vô Thiết tương ứng với các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Hoa Lư. Nói cách khác là gần như toàn bộ tỉnh Ninh Bình ngày nay, trừ huyện Kim Sơn mới được khai hoang thời Nguyễn. Thời thuộc Hán, Ninh Bình thuộc quận Giao Chỉ, thời thuộc Đông Ngô, về sau thuộc Giao Châu, thuộc Lương và Châu Trường Yên. Năm 968, vua Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân, lên ngôi hoàng đế, đóng đô tại Hoa Lư và đổi tên gọi Trường Châu thành Trường An. Năm Thuận Thiên thứ nhất, 1010, Lý Thái Tổ rời được kinh đô về Thăng Long và Ninh Bình nằm trong phủ Tràng An. Nhưng đến cuối thời Lý, có lúc gọi là Châu Đại Hoàng Giang. Lâu đời Trần đổi là Lộ Trường Yên. Thời Trần Thuận Tông, năm Quang Thắng 10, 1397, đổi trấn Trường Yên làm trấn Thiên Quang. Thời Thục Minh lấy lại tên cũ là Châu Trường Yên, thuộc phủ Kiến Bình. Đời Lê Thái Tổ lại gọi là trấn. Năm Quang Thuận thứ 10, 1469, đời Lê Thánh Tông định bản đồ toàn quốc, chia trấn Trường Yên làm hai phủ là Trường Yên và Thiên Quang, trực thuộc Thừa Tuyên, Thanh Hóa. Đời Lê Trung Hưng gọi là trấn Thanh Hoa Ngoại. Đời Tây Sơn và đầu Nguyễn vẫn gọi là Thanh Hoa Ngoại trấn, gồm hai phủ, bao gồm phủ Trường Yên, sau đổi là Yên Khánh, gồm ba huyện là Yên Khang, sau đổi là Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn và phủ Thiên Quan, sau đổi là Nho Quan, gồm ba huyện là Yên Hóa, Phục Hóa, Lạc Thổ, sau đổi là Lạc Yên. Năm Gia Long thứ 5, 1806, đổi Thanh Hoa Ngoại trấn làm Đạo Thanh Bình. Năm Minh Mạng thứ 3, 1822, đổi làm Đạo của Ninh Bình. Năm Minh Mạng 10, 1829, lại đổi Tà Lành làm trấn, là thêm một huyện mới là chính là huyện Kim Sơn, cộng 7 huyện. Năm thứ 12, 1831, đổi làm tỉnh Ninh Bình. Quan đầu tỉnh là Tuần Phủ, đặt dưới quyền của Tổng đốc Hà Ninh, quản hạt cả vùng Hà Nội đến tận Ninh Bình. Cho đến thời Đồng Khánh cũng thay đổi, đầu đời thành Thái, các huyện Lạc Yên về tỉnh Hòa Bình mới lập. Ngày 27 tháng 12 năm 1975, Ninh Bình hợp nhất với các tỉnh Nam Định, Hà Nam,
Thành Tịnh là Nam Định, rồi lại tái lập ngày 12 tháng 8 năm 1991 thì tách ra. Tỉnh Ninh Bình có diện tích là 1.386,77 km², dân số là 787.877 người, gồm hai thị xã là Ninh Bình, bao gồm là tỉnh lỵ Tam Điệp và năm huyện Giang Điền, Hoa Lư, Hoàng Long, Kim Sơn và Tam Điệp. Ngày 23 tháng 11 năm 1993, huyện Hoàng Long đổi lại tên cũ là huyện Nho Quan. Ngày 4 tháng 7 năm 1994, huyện Tam Điệp đổi lại tên cũ là huyện Yên Mô và tái lập huyện Yên Khánh từ 10 xã huyện Tam Điệp cũ và 9 xã của huyện Kim Sơn. Ngày 7 tháng 2 năm 2007, chuyển thị xã Ninh Bình thành thành phố Ninh Bình. Ngày 10 tháng 4 năm 2015, chuyển thị xã Tam Điệp thành thành phố Tam Điệp. Tỉnh Ninh Bình có hai thành phố và 6 huyện như hiện nay. Về mặt quân sự, Ninh Bình cũng giữ một vị trí then chốt vì đèo Ba Dội nằm trong dãy Tam Điệp, là một cửa giao thông điểm yếu của Ninh Bình và Thanh Hóa. Dùng đường bộ từ Thăng Long vào Thanh Hóa hay từ Đặng Trong ra Đàng Hoàng đều phải vượt đèo này. Hiện tại nơi đây là đại bản doanh của quân đoàn 1, binh đoàn quyết thắng, là một trong 4 binh đoàn chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam. Các đơn vị quân đội khác đóng quân trên địa bàn Ninh Bình gồm có lữ đoàn 279 ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, lữ đoàn 241 Quỳnh Lưu, Nho Quan, trung đoàn 202 Nho Quan, kho Di 102 Nho Quan, sư đoàn 350 thành phố Ninh Bình, viện quân y 5 thành phố Ninh Bình, đồn biên phòng Kim Sơn và đồn biên phòng cửa khẩu cảng Ninh Bình, Kim Đông, Kim Sơn. Về kinh tế, thưa quý vị, Ninh Bình có vị trí quan trọng của vùng cửa ngõ miền Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đây là nơi tiếp nối giao lưu kinh tế và văn hóa giữa khu vực châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ, giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ với vùng rừng núi Tây Bắc. Thế mạnh kinh tế nổi bật của Ninh Bình là các ngành công nghiệp, vật liệu xây dựng và du lịch. Ninh Bình là địa phương có nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn như công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công, tập đoàn Zipsai, công ty cổ phần xi măng Hướng Dương, doanh nghiệp Xuân Trường, công ty Xuân Thành, công ty cổ phần xăng dầu Dầu Khí Ninh Bình, doanh nghiệp tư nhân Nam Phương, công ty Hoàng Hà, tập đoàn Thái Group, tập đoàn công nghiệp Quang Trung, tập đoàn Tường Tịch Thi. Về cơ cấu kinh tế năm 2023 chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Cụ thể, công nghiệp xây dựng đạt 42,7%, dịch vụ đạt 47,1%, nông lâm thủy sản đạt 10,2%. Kinh tế Ninh Bình tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, GDP đạt 53.389,76 tỷ đồng, tăng 7,27%. Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.094 tỷ đồng. Năm 2022, tổng thu ngân sách ước đạt 24.500 tỷ đồng, đảm bảo tự cân đối ngân sách và thực hiện điều tiết ngân sách về trung ương là 9%. Ninh Bình trở thành tỉnh thứ 14 trong 63 tỉnh thành phố của cả nước tự cân đối ngân sách, có số thu đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố. Về công nghiệp, tổng giá trị sản phẩm công nghiệp năm 2018 đạt 49,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017, vượt gần 5,2% kế hoạch. Ninh Bình hiện phát triển rất mạnh các dự án công nghiệp sản xuất ô tô, sản xuất linh kiện điện tử, dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô công suất 40.000 xe trên năm của công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam tại khu công nghiệp Gián Khẩu. Sau thời gian đi vào hoạt động ổn định, đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất lắp ráp vượt công suất đề ra, làm tăng đột biến giá trị sản xuất công nghiệp và thu ngân sách của Ninh Bình. Ninh Bình có tiềm năng và thế mạnh phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng với số lượng nhà máy sản xuất xi măng nhiều, trong đó nổi bật là các doanh nghiệp xi măng Zipsai, xi măng Hệ Dưỡng công suất 3,6 triệu tấn trên năm, xi măng Tam Điệp, xi măng Phú Sơn, xi măng Duyên Hà, xi măng Hướng Dương. Sản phẩm chủ lực của địa phương là xi măng, đá, thép, vôi và gạch. Ninh Bình hiện có 7 khu công nghiệp sau. Thứ nhất, khu công nghiệp Gián Khẩu nằm ở huyện Gia Viễn bên quốc lộ 1. Thứ hai, khu công nghiệp Khánh Phú nằm ở Đức Nam, thành phố Ninh Bình bên sông Đáy gần quốc lộ 10. Thứ ba, khu công nghiệp Tam Điệp 1, 64 ha thành phố Tam Điệp bên quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam. Thứ tư, khu công nghiệp Tam Điệp 2, 400 ha xã Quang Sơn, Tam Điệp bên đường cao tốc Bắc Nam và gần đường sắt Bắc Nam. Năm, khu công nghiệp Phúc Sơn nằm ở thành phố Ninh Bình bên tuyến đường nối cảng Ninh Phúc quốc lộ 35. 6. Khu công nghiệp Khánh Tư nằm ở huyện Yên Khánh bên quốc lộ 10. 7. Khu công nghiệp Kim Sơn nằm trong khu công kinh tế tổng hợp ven biển có diện tích 500 ha thuộc huyện Kim Sơn gần đường quốc lộ ven biển Việt Nam. Ninh Bình có 22 cụm công nghiệp với diện tích 880 ha. Các dự án thuộc khu công nghiệp lớn như nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Thành Công, công ty Phân Lân Ninh Bình, nhà máy xi măng Zipsai, nhà máy may xuất khẩu Niên Hê Sinh, nhà máy sản xuất gia công giày Z xuất khẩu Adura, nhà máy xi măng Tam Điệp, nhà máy đạm Ninh Bình, nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao của công ty công nghiệp Hạ Long. Nghề thủ công truyền thống địa phương có
thêu văn lâm đá mỹ nghệ ninh vân và hoa lư dệt chiếu và làm cói ở mỹ nghệ và ninh kim sơn yên khánh đan lát mây tre ở gia viện nho quan làng nghề mộc phúc lộc ninh phong thành phố ninh bình làng nghề trồng đào phai cam điệp. Về nông nghiệp, thưa quý vị, Ninh Bình có lợi thế phát triển ngành nông nghiệp đa dạng nhiều thành phần. Các vùng chuyên canh nông nghiệp chính của tỉnh, vùng nông trường đồng giao chuyên trồng cây công nghiệp như cây dứa thơm, vùng kim sơn trồng cây cói là chiếu, hàng mỹ nghệ, nuôi tôm sú, hải sản, khu vực làng hoa Ninh Phúc, Ninh Sơn trồng hoa và rau sạch. Lĩnh vực nuôi thủy sản phát triển khá ổn định, nhất là khu vực nuôi thả thủy sản nước ngọt. Diện tích nuôi thủy sản năm 2007 đạt 9.021 ha, tăng 27,7% so với năm 2004. Trong đó, diện tích nuôi thả cùng nước ngọt đạt 6.910 ha, nuôi thủy sản nước lợ là 2.074 ha, sản lượng thủy sản năm 2007 đạt 18.771 tấn. Trong đó, sản lượng tôm sú đạt 1.050 tấn, cua biển đạt 1.280 tấn, tổng giá trị sản thủy sản năm 2007 đạt 350 tỷ đồng, tăng 73,4 tỷ đồng so với năm 2004. Về hạ tầng, tỉnh đang đầu tư, nâng cấp, xây mới nhiều trạm bơm nước, kênh mương. Các tuyến đê quan trọng như đê biển Bình Minh 2, đê tả hữu sông Hoàng Long, đê Đầm Cút, đê Nam Căn, hồ Yên Quang, Âu Cầu Hội được nâng cấp theo hướng kiên cố hóa. Về thương mại dịch vụ, thưa quý vị, Ninh Bình có vị trí hội tụ giao thông liên vùng rất thuận lợi cho phát triển lưu thông hàng hóa với các địa phương khác trong cả nước. Về dịch vụ hạ tầng du lịch, Ninh Bình có điều kiện phát triển đa dạng các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa lịch sử tâm linh, du lịch mạo hiểm, thể thao. Ninh Bình đang có nhiều nỗ lực kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Tỉnh coi đây là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 16%. Từ năm 2004, Sở Công Thương Ninh Bình đã quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. Năm 2008, toàn tỉnh có 107 chợ, trong đó hiện có chợ Rồng ở thành phố Ninh Bình là chợ loại 1 và 5 chợ loại 2. Các chợ Rồng, chợ Đồng Giao, chợ Nam Dân, chợ Ngò đều được Bộ Công Thương quy hoạch thành chợ đầu mối tổng hợp. Ba chợ đầu mối nông sản được đầu tư xây mới là chợ thủy sản Kim Đông, chợ rau quả Tam Điệp và chợ nông sản Nho Quan. Về ngân hàng, một số ngân hàng đặt tại Ninh Bình như Ngân hàng Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Phương Đông. Về xã hội, y tế, từ năm 2010, ngành y tế Ninh Bình hiện có hai bệnh viện quân đội là Bệnh viện Quân y 5 của Quân khu 3 và Bệnh viện Quân y 145 của Quân đoàn 1. Bảy bệnh viện tuyến tỉnh đó là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng, Bệnh viện Lao và Phổi Ninh Bình, Bệnh viện Tâm thần Ninh Bình, Bệnh viện Sản y Ninh Bình, Bệnh viện Mắt Ninh Bình. Về giáo dục và đào tạo. Về giáo dục và đào tạo, tỉnh có trường Đại học Hoa Lư và 5 trường cao đẳng. Trường cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình, trường cao đẳng nghề Lila 31, trường cao đẳng Y tế Ninh Bình, trường cao đẳng nghề số 13 và trường cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Tam Điệp. Nhiều năm liền, kết quả thi tuyển sinh đại học cao đẳng của học sinh Ninh Bình luôn thuộc top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về điểm bình quân các môn thi, xếp thứ 2 trên 63 năm 2013, xếp thứ 4 trên 63 năm 2014, xếp thứ 4 trên 63 năm 2015, xếp thứ 4 năm 2016, xếp thứ 3 năm 2017, xếp thứ 3 năm 2018, xếp thứ 2 năm 2019 và xếp thứ 3 năm 2020. Về dân cư, lịch sử phát triển dân số tỉnh Ninh Bình qua các năm từ 1990 đến năm 2022. Năm 1990, dân số của Ninh Bình đạt 792.100. Năm 91 đã tăng lên 807.800 và đến năm 95 tăng lên 855.500, đến năm 2000 là 888.400, năm 2005 là 918.500. Năm 2010 là 900.600, năm 2015 là 944.431, năm 2020 là 993.920, năm 2021 là 1.007.570 và đến năm 2022 là 1.010.800. Đây là bảng dân số tỉnh Ninh Bình năm 2020. Thưa quý vị, tỉnh Ninh Bình có diện tích là 1.400 km², dân số là đến năm 2022 là 1.010.800. người theo đợt điều tra dân số, 31,4% dân số sống ở đô thị và 68,6% dân số sống ở nông thôn. Mật độ dân số đạt khoảng 642 người trên km². Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, toàn tỉnh có 5 tôn giáo khác nhau đạt 71.031 người, nhiều nhất là Công giáo có 36.161 người,
Tiếp theo là Phật giáo có 35.968 người, còn lại các tôn giáo khác như đạo Tin Lành có 5 người, Hồi giáo có 3 người và 2 người theo đạo Cao Đài. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, dân số toàn tỉnh năm 2022, dân số toàn tỉnh là 1.110.800, trong đó dân số nam là 495.995 người và dân số nữ là 497.925 người. Về văn hóa, thưa quý vị, Ninh Bình nằm ở vùng giao thoa giữa các khu vực Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ. Đặc điểm đó đã tạo ra một nền văn hóa Ninh Bình tương đối năng động, phát triển trên nền tảng văn minh châu thổ sông Hồng. Đây là vùng đất phù sa cổ, ven chân núi có con người cư trú từ rất sớm. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện trầm tích có xương răng đười ươi và các động vật trên cạn ở núi Ba, Tam Điệp và một số hang động khác của kỳ đồ đá cũ thuộc văn hóa Tràng An, động người xưa, Úc Phương và một số hang động ở Tam Điệp, Nho Quan có di chỉ cư trú của con người từ thời văn hóa hòa bình. Sau thời kỳ văn hóa hòa bình, vùng đồng bằng ven biển Ninh Bình là nơi định cư của con người thời đại đồ đá mới Việt Nam. Di chỉ Đồng Vườn, Yên Mô đã được định niên đại muộn hơn di chỉ Gò Trũng. Cư dân cổ di chỉ Đồng Vườn đã phát triển lên cư dân cổ di chỉ Máng Bạc, Yên Thành, Yên Mô ở giai đoạn văn hóa đồ đồng từ cuối Phùng Nguyên đến đầu Đồng Đậu. Ninh Bình là địa bàn có nhiều di tích khảo cổ học của các thời kỳ văn hóa Tràng An, Hòa Bình, Bắc Sơn, Đa Bút và Đông Sơn. Vùng đất Ninh Bình là kinh đô của Việt Nam thế kỷ thứ 7, mảnh đất gắn liền với sự nghiệp của 6 vị vua thuộc 3 triều đại Đinh, Lê và Lý với các dấu ấn lịch sử, thống nhất Giang Sơn, đánh Tống, dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô ở Hà Nội. Do ở vào địa chí chiến lược ra Bắc vào Nam, vùng đất này đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử oanh hùng của dân tộc mà dấu tích lịch sử còn để lại trong các đình, chùa, đền, miếu, từng ngọn núi, con sông. Đây còn là vùng đất chiến lược bảo vệ Thăng Long của triều đại Tây Sơn với phòng tuyến Tam Điệp, là căn cứ để nhà Trần hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông với hành cung Vũ Lâm, đất dựng nghiệp của nhà họ Trần với đế đô ở Yên Mô. Các căn cứ quân sự khác như thành Nhà Mạc, thành Nhà Hồ hiện vẫn còn dấu tích ở Yên Mô. Thưa quý vị, đầu thế kỷ thứ 16 đến 17, đạo Công giáo được truyền vào Ninh Bình, dần dần hình thành trung tâm Công giáo Phát Diệm, đây là giáo phận Phát Diệm đặt tại Kim Sơn với 60% tổng số giáo dân toàn tỉnh. Bên cạnh văn hóa của cư dân Việt Nam Việt cổ, Ninh Bình còn có văn hóa mới của cư dân ven biển, dấu ấn về biển tiến còn ít đậm trên đất Ninh Bình. Những địa danh biển, cửa biển như Phúc Thành, Đạt An, Con Mèo Yên Mô, Cửa Càn, Cửa Biển Thần Phù cùng với con đê lịch sử như đê Hồng Đức, đê Hồng Lĩnh, đê Đường Quang, đê Hồng Ân, đê Hoàng Trực, đê Văn Hải, đê Bình Minh 1, 2, 3, 4. Cho đến nay, vùng đất Ninh Bình vẫn tiến ra biển 100 gần 100 mét. Ninh Bình là một tỉnh mở rộng không gian văn hóa biển xuống Biển Đông, đón nhận các luồng dân cư, các yếu tố văn hóa từ Bắc vào Nam, từ biển vào. Kinh tế biển đóng vai trò quan trọng nổi bật như nghề đánh bắt cá, biển, nuôi tôm sú, tôm đảo, nuôi cua. Nếp sống của cư dân lấn biển mang tính chất động trong toàn vùng văn hóa môi trường đất mở. Dãy núi đá vôi ngập nước tạo ra nhiều hang động kỳ thú như Tam Túc Bích Động, Động Vân Trình, Động Tiên, Động Thiên Hà, Tràng An, Động Mã Tiên, Động Hoa Sơn. Bích Động được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động, Định Lộng là Nam Thiên Đệ Tam Động. Ở phía nam thành phố Ninh Bình có một quả núi giống hình một người thiếu nữ nằm ngửa nhìn trời, gọi là núi Ngọc Mỹ Nhân. Một yếu tố khác vô cùng quan trọng góp phần không nhỏ làm nên diện mạo đa dạng phong phú của văn hóa Ninh Bình, đó là sự lưu lại dấu ấn văn hóa của các cao nhân mà khách khi qua vùng sơn thủy hữu tình này. Các đế vương, tông hầu, canh tướng, danh nhân văn hóa lớn như Trương Hán Siêu, Trần Thái Tông, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Tản Đà, Xuân Quỳnh về đây xếp gương để bút, sông núi hóa thành ký ca. Nhân cách các học bạn, phẩm cách văn hóa lớn của các danh nhân đó đã thâm đậm vào tầng văn hóa địa phương, được nhân dân tiếp thụ, sáng tạo, làm giàu thêm sức thái văn hóa Ninh Bình. Hệ thống các di tích lịch sử văn hóa ở Ninh Bình gắn liền với tín ngưỡng của vùng đất sinh vua, sinh thánh và sinh thần thông qua các đền thờ vua, đặc biệt là các vua Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Trần Thái Tông, Quang Trung và Triệu Quang Phục, với số lượng vài chục đền thờ mỗi vị, thờ thánh Nguyễn Minh Công và các tổ nghề, đặc biệt là tín ngưỡng thờ mẫu với nhân vật cô đôi Thượng Ngàn sinh ra ở Ninh Bình, thờ thần phổ biến là các vị thần Tiên Tôn, thần Cao Sơn, thần Quý Minh trong không gian văn hóa Hoa Lư Tứ Trấn. Ninh Bình là vùng đất phong phú về các lễ hội văn hóa đặc sắc như lễ hội Hoa Lư, lễ hội chùa Bái Đính,
lễ hội đền Thái Bi, lễ hội Tràng An, các lễ hội khác như lễ hội báo bản làng, bản làng Đột Phê, lễ hội Yên Cơ, hội thôn Cận Minh, lễ hội Động Hoa Lư, đền Thái Nguyễn, đền Dâu, hội Văn Yên Vệ, lễ hội về đền Nguyễn Công Trứ, các công trình kiến trúc văn hóa như đền Vua Đinh Tiên Hoàng, đền Vua Lê Đại Hành, nhà thờ Phát Diệm, chùa Bái Đính, đền Thánh Nguyễn, làng chèo Phúc Trì, Nam Dân, Tượng Kiệm, những trung tâm hát chầu Ban Sẩm, ca trù ở đền Dâu, phủ Đồi Ngang. Ninh Bình là đất tổ của nghệ thuật hát chèo, là quê hương của các làng điệu hát sẩm, ca trù và của nhiều làng nghề truyền thống như nghề điêu khắc đá Ninh Vân, nghề mỏ Phúc Lộc, nghề theo gen Văn Lâm, nghề biếu rượu, rượu và chiêu khói ở Kim Sơn. Về ẩm thực, thưa quý vị, các đặc sản ẩm thực địa phương ở Ninh Bình như thịt dê núi Tây, núi Ninh Bình, rượu Lai Thành, dứa Tam Điệp, cá kho, quả gáo, bánh đa nướng Phong An, chè Ba Trại, mắm tép Gia Viễn, bún mọc Kim Sơn, rượu cần Nho Quan, khoai lang Hoàng Long, tráng Kỳ Phú, cáy Kim Sơn, bún tươi Yên Thịnh, nếp thạch cau Ninh Bình, thủy sản chợ Kim Đông, nem Yên Mạc, gà ri đồi Nho Quan, gỏi nhành Kim Sơn, rau cần, rau rút Yên Hòa, mứt khoai mật mía làm phượng, giò trứng Nộp Khê, miến lương Ninh Bình, mía Kỳ Phú, nem dê, chạm, chân giò Kim Sơn, cà chuối Đầm Vân Long, ốc núi, xôi trứng kiến Nho Quan, cá trào, cơm cháy Ninh Bình, bánh dày bản Mường Kỳ Phú, cá lát ngoác Kim Sơn, mì bún Pô Yên Ninh, cá rô Tổng Trường. Thơ văn và văn học, thơ ca và văn học. Thưa quý vị, Trương Hán Siêu có thể coi là người có công đầu tiên phát hiện và khai thác vẻ đẹp Ninh Bình qua hình ảnh di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước. Ông đặt tên núi là Dục Thúy Sơn và là người đầu tiên lưu bút tích một bài thơ cho các thi sĩ đến thưởng ngoạn ngắm cảnh, làm những bài thơ khắc vào hệ thống đá núi hang động ở Ninh Bình. Các vua nhà Hậu Lê cũng đặt hành cung ở trên núi Dục Thúy Sơn để đến chơi thăm ở Bình Thơ. Hiếm có ngọn núi nào có trên 30 bài thơ văn khắc vào núi như Thúy Sơn, và còn đến hàng trăm bài thơ vịnh cảnh của các nhà thơ qua các triều đại Trần Anh Tông, Phạm Sương Bạch, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Phạm Văn Nghị. Bài thơ Dục Thúy Sơn khắc thành của Trương Hán Siêu nói về cảnh đẹp núi Dục Thúy ở thành phố Ninh Bình được khắc bên sườn núi hãy còn bút tích, các thắng cảnh nằm ở cửa ngõ Ninh Bình như Kẽm Trống, đèo Ba Dội, trên quốc lộ 1, núi Non Nước, núi Ngọc Mỹ Nhân gần quốc lộ 10 đều rất nổi tiếng từ xa xưa trong thơ ca. Bài thơ Dục Thúy Sơn của Nguyễn Trãi vừa lột tả vẻ đẹp của thiên nhiên Ninh Bình, vừa thể hiện một tâm hồn đẹp và tinh tế về con người và đất nước của Nguyễn Trãi. Đó là thái độ trân trọng, tha thiết đối với những giá trị văn hóa dân tộc qua tình cảm mà ông dành cho Trương Hán Siêu và vùng đất cố đô. Cửa biển có non tiên từng qua lại mấy phen, cảnh tiên rơi cõi tục, mặt nước nổi hoa sen. Lê Quý Đôn đã cho khắc một bài thơ ở phía tây núi Ngọc Mỹ Nhân khi ông đến thăm nơi đây. Ruộng phẳng nhô đã biết, thế núi tựa diều bay, chùa ẩn ba đỉnh núi, sông có cầu qua ngày, qua ngay. Cao Bá Quát cũng là bài thơ trên đường đi Ninh Bình, Ninh Bình đạo trung, khi chiêm ngưỡng cảnh đẹp non nước tự tình. Sông tựa dài là không cái đẹp, núi như chén ốc, khách làng say, trăng non gió mát, ho vô tận, chỉ sợ nhạc thơ mãi ở đây. Nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng có cái nhìn rất mới về Ninh Bình, nghĩ đến anh em nhớ về hướng núi. Ngọn núi cánh diều, ngọn núi mây bay, trời Ninh Bình chiều nay thật nhiều mây, mưa to thế chắc sông tràn vào cỏ. Nữ sĩ Xuân Hương có hai bài thơ là Kẽm Trống và Đèo Ba Dội nổi tiếng khi đến ở trên tay Ninh Bình. Bài thơ Kẽm Trống mở đầu bằng cái nhìn rất cá tính của bạn: hai bên thì núi, giữa thì sông, có phải đây là Kẽm Trống không? Bài Đèo Ba Dội vừa mô tả cảnh đẹp vừa hàm chứa những ẩn ý: một đèo lại một đèo, em hai kéo tạc cảnh treo leo, cửa son đỏ loét tùm lung tùm hung nắp, hòn đá xanh gì đối phun rêu, lắc lẻo cành thông cơn gió tốc, đầm đìa lá liễu giọt sương reo, hiền nhân quân tử ai là chẳng, mỏi gối chột chân vẫn muốn trèo. Về thể thao, thưa quý vị, từ năm 2005 tỉnh có một đội bóng chuyền hạng mạnh là Tràng An Ninh Bình, hiện là Ninh Bình là VBank, một đội bóng mạnh trong hệ thống thi đấu bóng chuyền Việt Nam, đoạt danh hiệu vô địch quốc gia các năm 2006, 2010, 2012 và đang là đương kim vô địch năm 2021. Cũng như năm 2021, Ninh Bình có thêm câu lạc bộ bóng chuyền nữ Ninh Bình là VBank, là đội bóng chuyền nữ thi đấu ở giải vô địch bóng chuyền quốc gia Việt Nam hai năm liền 2021 và 2022 đều xếp thứ tư. Các môn thể thao thế mạnh khác của Ninh Bình là vật,
cầu lông và bóng bàn. Một số vận động viên thể thao Ninh Bình tiêu biểu như Giang Việt Thanh, Lê Hồng Phúc, Phạm Đặng Minh Đức, Hà Văn Hiếu, Bích Tuyền, Nguyễn Huỳnh Anh Phi. Trên năm 2014, Ninh Bình cùng với Hà Nội, Hải Phòng là ba địa phương ở phía Bắc Việt Nam có đội bóng chuyên nghiệp tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia. Câu lạc bộ bóng đá xi măng Gervisai Ninh Bình lấy sân vận động Tràng An làm sân nhà. Sân vận động Ninh Bình là sân vận động cấp 1. Tuy nhiên, từ sau vụ bán độ năm 2014, câu lạc bộ này đã giải thể. Sân vận động Ninh Bình trở thành sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân năm 2022. Từ năm 2023, tỉnh Ninh Bình có thêm đội bóng chơi ở hạng nhất là câu lạc bộ bóng đá Phú Lộc Ninh Bình. Về du lịch, thưa quý vị, quy hoạch du lịch Việt Nam đến năm 2030 xác định Ninh Bình là một trung tâm dịch du lịch. Ninh Bình và phụ cận với khu vực du lịch quốc gia, với khu du lịch quốc gia là quần thể di sản thế giới Tràng An và hai trọng điểm du lịch vườn quốc gia Cúc Phương và khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long. Ninh Bình cũng là nơi được đăng cai năm du lịch quốc gia năm 2021 với chủ đề Hoa Lư Cố Đô Ngàn Năm. Về tiềm năng, Ninh Bình có tiềm năng du lịch rất lớn, là nơi có tới 4 danh hiệu UNESCO với quần thể di sản thế giới Tràng An, Ca Trù, Tín Ngưỡng Thờ Mẫu và khu dự trữ sinh vật thế giới Bãi Ngang Cổ Đồng. Nơi đây sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như: thứ nhất, Cố đô Hoa Lư là kinh đô của nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên của Việt Nam. Hiện còn nhiều di tích như cung điện, đền, chùa, lăng mộ liên quan đến các triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý. Nơi đây được chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Thứ hai là chùa Bái Đính, là một quần thể gồm khu chùa cổ và khu chùa mới với quy mô là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, là ngôi chùa sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam. Thứ ba là quần thể di thắng Tràng An với hệ thống các hang động, thung nước, rừng cây và các di tích lịch sử gắn với kinh thành xưa của cố đô Hoa Lư. Nơi đây có bốn vùng lõi, có ba vùng lõi đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. 4. Khu du lịch đa cốc Bích Động đã được tặng chữ Nam Thiên Đệ Nhị Động hay Vịnh Hạ Long trên cảng, cũng được công nhận di tích thắng cảnh hạng đặc biệt với các điểm du lịch như Tam Cốc, Đền Thái Kỳ, Chùa Bích Động, Động Tiên, Hang Bụt, Thung Nắng, Thung Nhang, Vườn Chim. Thứ năm, vườn quốc gia Cúc Phương với diện tích rừng nguyên sinh khoảng 22.000 ha là rừng quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Nơi đây có nhiều động vật quý hiếm, có cây trò ngàn năm tuổi, có động người xưa. Thứ sáu, nhà thờ Phát Diệm là công trình kiến trúc tôn giáo kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và Tây, là một công trình kiến trúc đá rất độc đáo. Thứ sáu, thứ bảy, khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ, đã được công nhận là khu Ramsar của thế giới. Tại đây có suối nước nóng Kênh Gà, xã Gia Tịnh, Gia Viễn, động Vân Trình, huyện Nho Quan, kẹo trống, huyện Thanh Liên và nhiều núi hang đẹp khác. Thứ tám, công viên động vật hoang dã quốc gia Việt Nam là nơi bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài động vật quý hiếm với khoảng 3.000 cá thể thuộc 250 loài, cung cấp dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí. Thứ chín, vùng ven biển Kim Sơn cồn nổi với những giá trị kiến tạo địa chất và đa dạng sinh học nổi bật toàn cầu được UNESCO đưa vào danh sách các địa danh thuộc khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, là một khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Thứ 10, Hồ Đồng Trước nằm ở địa phận hai xã Phú Long và Phú Lộc, xung quanh là những vạn đồi thông xanh mướt, du khách có thể ngồi trên thuyền ngắm thiên nhiên tươi mộng. Gần đó có thác Ba Tua hay ao trời trên đồi cao. 11, di tích lịch sử và thắng cảnh núi Non Nước đã được xếp hạng di tích đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Ngoài ra còn có động Thiên Hà, sông Hoàng Long, núi Kỳ Lân, chiến khu Quỳnh Lưu, phòng tuyến Tam Điệp, Hồ Đồng Thái, Hồ Yên Quang, Hồ Yên Thắng, sân bôi Hoàng Gia 54 lỗ hiện đại và lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, ngoài quần thể di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình có các khu di sản đã và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới, bao gồm quần thể kiến trúc nhà thờ đá Phát Diệm là di sản văn hóa thế giới, vườn quốc gia Cúc Phương huyện Nho Quan là di sản thiên nhiên thế giới, khu Ramsar, Vân Long trong hồ sơ di sản liên tỉnh, Hương Sơn, Tam Trúc, Đồng Tâm, Vân Long là di sản thế giới. Ngoài ra, vườn quốc gia Cúc Phương, hệ thống núi rừng cố đô Hoa Lư, khu sinh thái Tràng An là những khu vực của Việt Nam có thể được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Để khai thác, năm 2017, ngành du lịch Ninh Bình đón 7 triệu lượt khách, tăng 9%, doanh thu ước đạt 2.450 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016. Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ninh Bình cùng với Hà Nội và Quảng Ninh được xác định là các trung tâm du lịch của khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc.
Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Ninh Bình đến năm 2030, thành phố Ninh Bình sẽ trở thành một thành phố du lịch khu vực. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long sẽ trở thành thị trấn Vân Long với vai trò là một khu đô thị du lịch ở phía Bắc Ninh Bình. Khu vực Cồn Nổi sẽ trở thành thị trấn Cồn Nổi với vai trò là một đô thị du lịch phía Nam Ninh Bình. Được tỉnh xác định là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, định hướng thu nhập du lịch thuần túy là trên 10%. Trong những năm gần đây, ngành du lịch Ninh Bình đã khai thác hiệu quả những tiềm năng thế mạnh góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của toàn tỉnh. Ninh Bình được xác định là một trong trung tâm du lịch của vùng duyên hải Bắc Bộ, sẽ trở thành thành phố du lịch trong tương lai. Đặc sản tại ẩm thực tại Ninh Bình. Thưa quý vị, đặc sản Ninh Bình nổi tiếng gồm có các món ăn chế biến từ thịt dê núi Ninh Bình, diện Kim Sơn, nem chua Yên Mạc, Yên Mô, miến lươn, cá rô Tổng Trường, dứa Đồng Dao và cơm cháy Ninh Bình, mứt khoai Lạc Phượng, bánh dày Bản Mường, sắc kỳ Phú Nho Quan, đặc biệt phát triển mạnh ở các khu vực du lịch và dọc theo tuyến quốc lộ 1. Trong các đặc sản Ninh Bình thì thịt dê núi Ninh Bình là nổi tiếng và độc đáo nhất. Thịt dê Ninh Bình ngon hơn các vùng khác vì dê ở đây nuôi trên núi đá vôi, ăn đa dạng các loại lá cây nên thịt săn chắc hơn so với dê thả đồi. Món ăn từ thịt dê được đi kèm với các loại rau thơm địa phương như lá đinh lăng, lá mơ, lá sung và thịt dê được địa phương xây dựng thành món ẩm thực đặc trưng, đậm đà hương vị sông núi quê hương, được kế thừa truyền thống với những bí quyết riêng biến thịt dê thành món đặc sản nổi tiếng. Về giao thông, đường bộ, Ninh Bình là một điểm nút giao thông quan trọng, có 11 quốc lộ, trong đó có 7 quốc lộ khởi đầu và 4 quốc lộ đi qua, dàn đều trên tất cả các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Quốc lộ 1 xuyên Việt đi qua các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp với tổng chiều dài gần 40 km, tuyến tránh thành phố dài 17 km. Quốc lộ 10 nối từ Quảng Ninh qua các tỉnh duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, từ cầu Non Nước thành phố Ninh Bình đi các huyện Yên Khánh, Yên Sơn dài 36 km. Tuyến tránh Yên Ninh phát diện dài 17 km. Quốc lộ 12B nối từ vùng biển Kim Sơn qua Yên Mô gặp quốc lộ 1 tại thành phố Tam Điệp qua Nho Quan tới các tỉnh vùng Tây Bắc dài 78 km. Quốc lộ 21B nối Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình từ đê Hữu Đáy, xã Quang Thiện, Kim Sơn qua Yên Mô đến Tam Điệp dài 32 km. Quốc lộ 21C nối vành đai 3 Hà Nội tại Hoàng Mai đến nút giao cao tốc Bắc Nam Mai Sơn, Yên Mô trùng với đường Mỹ Đình, Ba Sa, Bái Đính. Quốc lộ 37C nối từ đường Hồ Chí Minh tại Vĩnh Phúc, Lạc Thủy qua Nho Quan, Gia Viễn, vượt sông Đáy tại Giáng Khẩu, kết nối với quốc lộ 37B tại Ninh Cường, Ý Yên, Nam Định. Quốc lộ 38B nối Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư tới Hải Dương, dài 22 km. Quốc lộ 35 là tuyến đường nối cảng Vĩnh Phúc tới quốc lộ 1, dài 6 km và là tuyến quốc lộ ngắn nhất của Việt Nam. Quốc lộ 45 nối Nho Quan với Thanh Hóa, dài 9 km. Đường ven biển Việt Nam đi qua thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn dài 8 km. Đường Đông Tây Ninh Bình dài 65 km, nối từ miền núi rừng Bắc Phương tới vùng biển Cồn Nổi, Ninh Bình, Kim Sơn. Về đường cao tốc, thưa quý vị, Ninh Bình cũng là địa bàn có 3 dự án đường cao tốc là đường cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đường cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Bến xe Ninh Bình nằm gần nút giao thông giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 10 ở thành phố Ninh Bình, mạng lưới giao thông tỉnh lộ khá thuận tiện với những tuyến xe buýt nội tỉnh. Về đường sắt, về giao thông đường sắt Ninh Bình có trục đô thị Tam Điệp Ninh Bình nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Trên địa bàn tỉnh có các ga Ninh Bình, ga Cầu Yên, ga Gành và ga Đồng Dao. Về đường thủy, về giao thông đường thủy, Ninh Bình có hệ thống sông Cổ dày đặc. Sông Đáy là sông lớn nhất chảy vào giữa ranh giới Ninh Bình và Hà Nam, Nam Định. Hệ thống sông Hòa Long chạy nội tỉnh, cung cấp tưới tiêu cho các huyện phía Bắc, sông Bạc, sông Càn với nhiều nhánh nhỏ ở các huyện phía Nam, các sông nội tỉnh khác như sông Vân, sông Bôi, sông Lạc, sông Bến Đam và các hồ lớn như hồ Đồng Cái, hồ Yên Quang, hồ Yên Thắng, hồ Thường Sung đem lại nguồn lợi đáng kể về tưới tiêu, giao thông và khai thác thủy sản. Ninh Bình có cảng Ninh Phúc là cửa khẩu quốc tế đường biển, 4 cảng chính do trung ương quản lý là cảng Ninh Bình, cảng Ninh Phúc, cảng ICD Phúc Lộc và cảng Cầu Yên. Cảng Ta Ba, nhà máy nhiệt điện Ninh Bình cũng đã được nâng cấp là cảng chuyên dụng. Các bến xếp giữ hàng hóa, khu neo tránh tàu, thuyền nằm trên các bờ sông và cửa sông. Cảng sông Ninh Bình có thể đạt công suất 9 triệu tấn trên năm, chỉ đứng sau Hà Nội cảng Phạm. Cảng Ninh Bình là cảng sông đầu mối quốc gia. Ngoài ra có cảng Ninh Bình, cảng xăng dầu Dầu Khí Ninh Bình, cảng Long Sơn, cảng Đạm Ninh Bình, cảng Bít Sai, cảng Phúc Lộc, cảng tổng hợp Kim Sơn là những cảng tiếp nhận tàu biển và phương tiện thủy quốc tế.
Hệ thống đường thủy gồm 22 tuyến sông, trong đó trung ương quản lý 4 tuyến là sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Vạc và kênh Nhà Lê, với tổng chiều dài là 364,3 km. Hệ thống cảng biển Ninh Bình đã được xây dựng phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực. Một số cầu có quy mô lớn như cầu Ninh Bình, cầu Non Nước, cầu Giáng Cầu, cầu Nam Định, Nam Bình, cầu Trường Yên, cầu Kim Chính, cầu Vườn Biển ra Cồn Nổi. Về đô thị, thưa quý vị, theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh Ninh Bình sẽ có một đô thị trung tâm loại 1 là thành phố Ninh Bình, mở rộng khoảng 21.124 ha, một đô thị loại 2 là Tam Điệp, hai đô thị loại 3 là Nho Quan, Tắc Diệm và 15 đô thị khác là Me, Yên Ninh, Yên Thịnh, Giáng Khẩu, Diệm, Ngã Ba Cái Chổi, Gia Lâm, Khánh Thành, Khánh Thiện, Vân Long, Bút, Lòng, Bình Minh, Kim Đông, Cồn Nổi. Quy mô với tổng diện tích quy hoạch được xác định là gần 1.390 ha. Quy hoạch cũng xác định thành phố Ninh Bình sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương đến năm 2030 với dân số 1 triệu người. Đô thị Ninh Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 63 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040. Theo đó, phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch chung gồm phạm vi đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1266 QĐ-TTg ngày 28/7/2014 và bổ sung mở rộng khu vực lập quy hoạch về phía tây đến khu vực sông Bến Đang và quốc lộ 12B, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, xã Gia Sinh, xã Gia Tân thuộc huyện Gia Viễn, xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô, xã Khánh Hòa, Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh, một phần ranh giới hành chính xã Yên Sơn và phường Tân Bình thuộc thành phố Tam Điệp, xã Sơn Lai, xã Sơn Hà, xã Quỳnh Lưu thuộc huyện Nho Quan, ranh giới phía bắc giáp huyện Gia Viễn, phía nam giáp thành phố Tam Điệp, huyện Gia Mụn, huyện Yên Mô và huyện Yên Khánh, phía tây giáp sông Bến Đang, quốc lộ 12B và phần còn lại của huyện Nho Quan, thành phố Tam Điệp, phía đông giáp sông Đáy và tỉnh Nam Định. Quy mô lập quy hoạch khoảng 23.242 ha. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn tỉnh, hướng tới phát triển đô thị thành phố Ninh Bình thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái văn hóa cấp vùng đồng bằng sông Hồng, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị quần thể danh thắng Tràng An, đô thị Ninh Bình có tính chất là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái văn hóa cấp vùng đồng bằng sông Hồng, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị quần thể danh thắng Tràng An, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, du lịch và dịch vụ của tỉnh Ninh Bình, trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch cấp quốc gia có ý nghĩa quốc tế, là đô thị đầu mối giao thông, cửa ngõ phía nam vùng duyên hải Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh. Dự báo dân số đô thị Ninh Bình đến năm 2040 khoảng 540.000 đến 560.000 người, trong đó dân thường trú là 430 đến 440 người, 40.000 người. Dân số quy đổi khoảng 110.000 đến 120.000 người. Đô thị Tam Điệp là thành phố trực thuộc tỉnh, định hướng đến năm 2030 là đô thị loại 2, là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, là đô thị đầu mối giao thông và có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng. Đô thị Phát Diệm định hướng giai đoạn 2023 đến 2030 trở thành đô thị loại 4 và là thị xã trực thuộc tỉnh, là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội vùng Đông Nam tỉnh Ninh Bình, có ưu thế phát triển dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản, là trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái và tôn giáo tín ngưỡng phía Bắc Việt Nam. Đô thị Nho Quan hiện tại đó đích đô thị loại 5, định hướng giai đoạn 2015-2020 trở thành đô thị loại 4 và là thị xã trực thuộc tỉnh, là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội vùng Tây Bắc tỉnh Ninh Bình, là đô thị du lịch, công nghiệp, dịch vụ, thương mại khu vực Tây Bắc tỉnh Ninh Bình. Đô thị Diện sẽ trở thành trung tâm huyện mới Nho Quan và đô thị Bình Minh sẽ trở thành trung tâm huyện mới của Kim Sơn. Đô thị Vân Long và đô thị Cồn Nổi được xác định là những đô thị du lịch. Các tỉnh kết nghĩa bao gồm tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam, tỉnh Cà Mau, Việt Nam, Udomlucho, Ai Cập, tỉnh Oropsai, Lào, tỉnh Trung Trang, Bắc, Hàn Quốc. Các doanh nhân tại Việt Nam, vùng đất Ninh Bình là quê hương của nhiều doanh nhân đất Việt tiêu biểu như anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh, vua Lê Đại Hành, doanh nhân văn hóa Trương Cát Siêu, quốc sư Nguyễn Minh Thông, Trạng Bồng Vũ Duy Thanh, anh hùng Lương Văn Tụy, sử gia Minh Tốn, tể tướng Nguyễn Bằng, ngoại giáp Kinh Điền, thượng thư Trịnh Tú, thái cơ, thái sư Lưu Cơ. Ninh Bình là nơi gắn liền với đỉnh cao sự nghiệp của các doanh nhân như doanh điền Nguyễn Tung Sứ, ba tổ hát chèo Phạm Thị Chân, vua Lý Thái Tông, nhà Hậu Trần, vua Quang Trung. Ninh Bình cũng là nơi sinh ra những nhà cách mạng tiêu biểu như thượng tướng Nguyễn Hoa Hữu An, nguyên tư lệnh quân đoàn 2, nguyên viện trưởng học viện quân sự cấp cao quê Trường Yên,
Đức Hoa Lư, Bí thư xứ ủy Nam Kỳ tại Uyên, cũ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Thứ trưởng Hải quân Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hiện nay Ninh Bình là quê hương của nhiều nhân vật tiêu biểu đang tại chức như Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lâm Thị Xuân Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trần Văn Hiến, Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang, Hải quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Phạm Quốc Cương, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Thiếu tướng Đinh Thế Cường, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Trần Văn Kình, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 1, Nguyễn Hoàng Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thiếu tướng Vũ Công Hòa, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vâng, như thế qua video tôi đã đưa các bạn tìm hiểu toàn bộ về mảnh đất Ninh Bình, hay còn gọi là nước cố đô Ninh Bình. Nếu trong trường hợp mà có gì sai sót thì rất mong các bạn thông cảm, và cũng rất mong có sự góp ý của tất cả các bạn để có những video, tôi có những video sau sẽ hay hơn và tuyệt vời hơn. Xin cảm ơn quý vị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin hãy like, đăng ký, chia sẻ và nhấn vào thanh để nhận được những thông tin tiếp theo hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.